con một gỡ của anh là một gỡ ai nhìn thấy mà nó không vừa rồi mới bay được tim xong chụp ảnh top rồi nhìn thấy con ấy non một gỡ giọng non con già mùa mấy năm rồi bây giờ chụp nó vui lắm lên rồi. Không con gì chứ. Con chê à. Bay xa thế. Đấy, chết rồi. Chào rồi, chuẩn bị ăn hàng. Mùi mắm thế, mùi hay thế rồi. Mùi cơm đào trong lồng. Nên anh khuyên anh nhảy ra lồng màu của mình. Đây, nó đang ra xem loa thứ mạo thôi. Chuẩn bị ra làm rồi. Mà nó sẽ thấy không? Mình còn mình thì thấy cái thối rồi hai cái này cũng có cơ hội hơn là. Sáng đi vừa đi xong rồi. Đi đến 5 rưỡi ấy. Đi đến 5 rưỡi. Ừ. Sao? Xong rồi. Ra giữa đi. Thôi.